thì hôm nay em có mặt tại ngã ba đồn 8, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông để gửi đến cho cô quý cô chú anh chị cùng toàn thể mọi người một cái mảnh rẫy có tổng diện tích là 1,8 hecta. Đó. Thì mảnh rẫy này cách quốc lộ 14A của mình đó khoảng là chưa đầy 1 km nhé mọi người nhé. Đó, nằm ngay là gần sát ngay khu dân cư luôn. Đó, khu vực này thì điện nước là đầy đủ nhé. Thì về cái nguồn thu của cái mảnh rẫy này thì như trên màn hình em đang quay đây, thì mảnh rẫy của mình đây là full là được khoảng là gần 2.000 cây cà phê dây nhé. Đó, thì cà phê dây là cái giống cà phê đặc trưng đó, của cái vùng này. Thì bây giờ cà phê dây là lúc nào nó cũng là nở muộn và nó cũng chín muộn hết. Thì cà phê vối của mình bình thường á, các giống cà bình thường của mình như TR4, M38 hoặc là xanh lùn thì họ đã đậu quả rồi. Nhưng mà cà phê dây của mình thì hiện tại thì bây giờ bắt đầu là mới nở hoa nha mọi người nhé. Đó, thì gia chủ là vừa tưới xong. Đó, thì các bác nhìn thấy đây, cái lượng hoa của mình đây thì quá khủng khiếp rồi. Đó. Thì cái này thì chắc chắn là năm nay là sẽ được mùa về cà phê. Đó. Ngoài gần 2.000 cà phê này ra thì gia chủ đã trồng thêm được là 700 trụ tiêu. Đó. Đang kinh doanh mạnh nha các bác nhé. Đó, và khoảng là 50 cây sầu riêng là bước vào năm thứ 4, thứ 5. Đó. Là có hoa rồi nhá, làm trái được nha các bác nhá. Đó. Đây. Tiêu của mình kia. Đó, cà phê đây. Mảnh rẫy của mình á thì làm 2/3 của mình á thì là nó chiền nhẹ thôi, bằng và chiền nhẹ thôi. Đó. Còn mà 1/3 ở dưới giáp cái chân sình á thì là nó hơi dốc một xíu thôi nha các bác nhá. Đó. Thì em xin báo cái giá luôn để cho các bác tiện thể tham khảo và khảo sát xem là cái tài chính của mình nó như thế nào, nó phù hợp với cái mảnh rẫy này hay không. Đó. Thì mảnh rẫy này gia chủ đang đưa ra với cái giá là 1,8 tỷ có thương lượng nhé các bác nhé. Đó, cho diện tích là 1 mẫu 8 này. Đó. Thì trên rẫy mình có một căn nhà tròi này, có thể ở lại này, chúng ta có thể kéo điện này. Đó. Thì hiện tại là gia chủ là chưa kéo điện nha các bác nhé. Đó. Thì cái mảnh đất này, cái vị trí của nó là tọa lạc tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Đó, di chuyển ra quốc lộ 14A, chưa được 1 km nha các bác nhé. Nó nằm ngay khu dân cư, đấy, sầm uất luôn. Đó. Đó, giống cà phê dây này rất là đạt luôn nhé. Thì hệ thống á, là nước tưới là chủ là đã chôn này, ống này các bác này. Đó, ống chôn đầy đủ nhé. Đó, chỉ có gắn cùm bếp vào là tưới thôi. Đó. Đây là con đường đi giữa rẫy của mình nha các bác nhé. Đây. Đây, mình được 700 trụ tiêu thu hoạch chính như thế này nhé. Đó, và sen sầu riêng này các bác nhìn thấy không? Đó, sầu riêng của mình đây là năm thứ 5, thứ 6 nhé. Đã có hoa rồi, năm ngoái là đã có trái rồi nhé các bác nhé. Nhưng mà nói chung là gia chủ mình là kém về cái khâu kỹ thuật sầu riêng, cho nên là cũng không làm không đạt cho lắm. Đấy. Còn cà phê của mình là nở đầy đủ hết rồi, rất là đẹp luôn nhé. Đó, cà phê dây luôn nhé, rất là đẹp. Đây các bác nhìn thấy tiêu này. Đó, mình được 700 trụ tiêu như thế này nhé. Đó, nếu mà nó chính xác ra là nó khoảng 800, nhưng mà em trừ đi mấy cái trụ xấu với lại là nó không được đẹp cho lắm thì em lấy là 700 trụ tiêu đẹp như thế này. Đó, gần 2.000 cà phê dây. Đó, ngay khu dân cư luôn, có thể kéo điện luôn. Đó, cách quốc lộ 14A là chỉ chưa đầy 1 km nha các bác nhé. Đó. Ngay đầu đường này nói chung là dân cư đã ở đông đúc rồi. Đó. Tạp hóa rồi này nọ. Đấy, trường học cũng gần, trường chợ bán kính cách trường chợ là chỉ có 2 km thôi nhá các bác nhé. Đó. Thì em nói luôn đó là thế của mình á, là 2/3 của nó là bằng lại. Đó. Còn 1/3 của mình là giáp dưới chân á, là nó hơi dốc một xíu. Nhưng mà dưới đó cà phê rất là đẹp luôn. Đó. Ao là sát dưới chân luôn nha các bác nhé. Chân nước là giáp chân nước luôn. Đó. Đường đi xuống rẫy của chúng ta là đường rộng 3 mét đổ bê tông rồi nhá. Đó. Cho nên là rất là thuận lợi luôn. À, cà phê rất là đẹp luôn, cà phê nở rất đều luôn các bác nhá. Đó, năm nay là chắc chắn là được mùa cà phê rồi này. Còn với cái giá cà phê và giá tiêu như thế này thì mảnh rẫy này với cái giá tiền nó quá rẻ nha các bác nhá. Đó. Em xin nhắc lại nhá, tổng diện tích là 1,8 hecta nhá. Đó. Giá bán là 1,8 tỷ có thương lượng nhá. Đấy.
tiêu rất là đẹp luôn. Đó. Tiêu, sầu riêng, cà phê. Đó, mảnh rẫy là toàn diện luôn nha các bác nhá. Đây. Tiêu thì năm vừa rồi thì nói chung là cũng tiêu này thì nó cứ đều đều thôi các bác ạ. Đó, nó đều đều thôi. Đấy. Đây. Đó. Ao của mình sát dưới chân đấy luôn nha các bác nhá. Đó. Em xin nhắc lại này, mảnh rẫy của mình có tổng diện tích là 1,8 hectare. Đó. Tọa lạc tại gần ngay khu dân cư nhá. À, có thể kéo điện nhá, nước tưới là ao giáp chân luôn nhá các bác nhá. Đó. Trên rẫy của mình là khoảng 2.000 cà phê dây. Đó, 700 trụ tiêu thu, ống chôn này. Nước tưới là đầy đủ luôn, bao la luôn nhá các bác nhá. Đó. Đây. Khoảng 50 cây sầu riêng nhá. Lớn nhỏ này, hoa này sầu riêng là hoa này các bác này. Đó. Hôm nay là hoa là rất là đẹp luôn. Đấy. Có một cái nhà chòi có thể ở lại nhé. Thì các bác cứ xem rẫy đi rồi thương lượng trực tiếp với chủ luôn nhé. Này, mảnh rẫy này thì chắc là có thương lượng mạnh đấy. Đấy. Đấy, cà tiêu. Cà nở rất là đẹp luôn. Cách gần sát ngay quốc lộ luôn nhé. Ngay khu dân cư luôn nhé. Này chúng ta có thể làm nhà ở thoải mái. Cách trung tâm trường chợ chỉ có 2 km thôi. Đó. Tiêu sen cà sầu riêng. Cà phê rất đẹp này. Thế chúng ta di chuyển xuống bằng đường bê tông nha các bác nhé. Đây. Rồi đi xuống rẫy bằng đường bê tông nhé. Thì từ đây này, cách đường nhựa liên xã này là khoảng là 500m nhé. Từ đường nhựa liên xã này chúng ta đi ra quốc lộ 14A là khoảng chừng là 300m nữa. Đó, là tầm khoảng 800m là ra đến quốc lộ 14A thôi nhé các bác nhé. Đó. Cà cực kỳ đẹp luôn, nở rất là đều luôn nhé. Đó. Em xin nhắc lại nhé, địa chỉ thửa đất này và là tại là xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Đó. Tổng diện tích là 1,8 hectare. Giá gia chủ đưa ra là 1,8 tỷ có thương lượng nhé. Em nghĩ là mảnh này là có thương lượng mạnh nha các bác nhé. Đó, cứ mạnh dạn xem rẫy và chúng ta đặt giá với chủ nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Này, sầu riêng này. Đây, sầu riêng nhỏ hơn một xíu nhé. Các bác nhìn nó đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn. Đó, đây là toàn cảnh rẫy của mình nhé. Đó. Vâng, em xin kết thúc video tại đây. Đó, bác nào có nhu cầu muốn tham khảo mảnh rẫy này thì cứ liên hệ trực tiếp cho em. Em sẽ gửi đầy đủ các thông tin, sổ đỏ pháp lý, vị trí đường đi cho quý cô chú anh chị nhé. Vâng, em cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cái quan tâm đăng ký và xem và ủng hộ cái kênh của em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.